bạn cần tìm nơi thật uy tín để Blink được bài giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua somoviet.vn của Mobile nha. Chương trình xả kho giá sốc và siêu khuyến mãi đặc thể, đặc biệt nhân dịp Halloween thì shop của mình có nhiều sự kiện cực kỳ hot đấy anh em ơi. Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ chơi Wonder Woman nữ thần chiến binh theo phong cách đi rừng full dam. Đây là yêu cầu của khá nhiều anh em muốn mình thể hiện sức mạnh chỉ đại. Chỉ đại trở lại và lợi hại hơn xưa nha. Ok, và một biết Wonder Woman thì phóng ui da. Coi như anh em chưa thấy gì nha, bây giờ mới chơi nè. Yeah vô mọi người ơi. Quả này thì mỗi đứa một đòn đánh thường, nhổ bãi nước bọt thì Batman cũng lên bảng. Và sau khi có lợi thế đầu game này chúng ta sẽ làm gì? Thì chia sẻ với anh em, ai cũng biết ăn con rồng đầu tiên, con rồng ngon nhất game luôn nha. Ăn nhanh anh em ơi, không bờ đai đâu nhỉ? Không có bờ đai anh em ơi, ngon rồi. Đây rồi, đã thấy bờ đai nhưng rất tiếc bờ đai đã bị bao dày. Và mặc dù chất tướng lát game nhưng bờ đai tính cân 4 ngay thời điểm đầu game. Có cái gì đó là liều ăn nhiều nhưng mà không ăn được cái gì hết. Bờ đai quá tham. Và cái kết anh em ơi, thực ra thì chất tướng ở đâu mình đầu game mình cũng không khỏe lắm đâu, không cách full dam. Nhưng mình vẫn khỏe hơn những con tướng AD đi rừng. Thì ra là lợi thế của team mình đã được thiết lập từ đây nha. Với việc là team ăn được con rồng đầu tiên thì lợi thế ở mình đó là mình sẽ farm cái vòng rừng tiếp theo nhanh hơn. Thậm chí ra mid farm ké hay là ra top farm ké, lên đầu farm ké cũng nhanh hơn. Đó, farm nhanh có lợi thế gì? Đó chính là mình sẽ tới gank tập 2 nhanh hơn. Đấy, anh em thấy chưa? Ăn con rồng đầu tiên nó rất là ngon. Thì bạn tiếp tục là gank Mina, nhưng mà gank Mina cũng hơi khó nha. Trong khi đó thì mình ăn xong cái cover đỏ này, mình sẽ xuống hỏi thăm bạn Slim với Batman. Tới đây anh em ơi, chuẩn bị co bát nhé. Chưa kịp ganh mà team bạn đã chơi khô rồi, thế thì mình xin chạy đi đâu với cái dây thừng của mình. Bây giờ là cái giáp tay này. Ui da, Mina ơi, về lên đi, ganh hơi nhiều nha. Còn này team mình tuy không mạnh nhưng mà team mình rất là đông. Lúc nào cũng đông luôn, vui như chảy hội nha anh em ơi, ở cái lên đồng. Thành ra là lợi thế đang thuộc về team mình rất là nhiều. Tuy vậy thì chị Đại vẫn móm. Nãy giờ là chị Đại chưa có cái hết được cái mạng nào luôn. Thế mà cứ gáy suốt ngày là ông chủ ngát hít bà hoàng cái hết chú thể ăn hôi. Cả mình diệt chúng ta tỏa sáng của đồng đội, chứ mà nãy giờ toàn đồng đội tỏa sáng thôi. Từ từ nha Mina ơi. Chưa thấy là Batman kia rồi. Nói chung thì khi mà anh em chơi con tướng này thì cũng không nên ảo tưởng sức mạnh với phong cách full dam nhé. Mình có chiêu, mình có đồng đội, mình mới chơi. Và nhớ về tập cái combo nhanh. Combo nhanh của Wonder Woman thì tí mình chia sẻ cho anh em ơi. Chưa combo nhanh phát nào. Lý thuyết là mình sẽ dùng chiêu 2 trước, sau đó thì mình đu vào chiến tướng địch. Sau khi dùng chiêu 2 xong thì mình ấn chiêu cuối luôn. Nghĩa là trong lúc mình bay bằng chiêu 2 tới tướng địch thì mình cũng đã vận chiêu cuối rồi. Và khi chiêu 2 bay tới thì chiêu cuối nó cũng phọt đam và khống chế tướng địch luôn. Như vậy thì mình cần hai lần chơi một đánh thường thôi là mình có thể tiêu diệt tướng địch. Đây rồi. Đấy trụ luôn. Không sợ Batman đâu, mình trâu mà. Chất tướng đấu sĩ anh em ơi, nó cái gì? Đấu sĩ tanker nhưng mà đam như một con tướng sát thủ luôn. Tất nhiên là bây giờ mình chưa đam to mấy, bởi vì mình chưa có đồ. Nhưng mà tí mình có đồ, anh em sẽ thấy cái sự khác biệt của con tướng đấu sĩ tanker nha. Đam nó to hơn cả sát thủ luôn. Và thực sự thì mình thấy Wonder Woman là vị tướng mạnh, hợp meta, leo rank tốt, tỷ lệ thắng cao. Vị tướng đấu sĩ toàn năng đi đâu cũng được. Và đặc biệt nó vừa trâu vừa khỏe. Thế ra là anh em mà chưa mua chị Đại nhớ mua nha. Tí hơi mắc một tí nhưng mà tiền nạp của đó thôi. Chất lượng anh em ơi, chất lượng từ vị tướng DC Comics. Tướng DC Comics toàn tướng mắc thôi anh em ơi, toàn 258 ca vàng. Toàn một tướng rẻ. Thế ra thì nói chung thì bây giờ vàng nó cũng không quá quan trọng, bởi vì Nicomai cũng 24 mùa rồi. Anh em thừa mấy trăm ca vàng là quá là nhiều luôn. Thành ra là anh em cứ mua full hết tướng đi. Đấy, muốn biết chơi tướng gì lên kênh Mua Việt mình chia sẻ cho anh em. Đơn giản vô cùng luôn. Hai phát xiên. Cẩu băng chi dậy. Có chạy được đâu. Tiếp theo là bạn Tơ muốn cứu bồ. Tơ mà đứng một mình thì Tơ đúng là con bỏ Tơ để cho mình team mình chơi nha. Tơ đi chung với team thì mới khỏe thôi.
Diễm Bình phối hợp với trận đấu này là rất là tốt, với cả chất tướng Diễm Bình rất là trâu anh em ơi. Chạy đi đâu với cái dây thừng? Đừng đùa với cái dây thừng nha, cái dây thừng không biết nói dối của chị Đại, dây thừng chân thật. Quá, mọi người ơi bình tĩnh thôi, mới phút 6 mà lại lấy một đường mega thì team bạn hơi căng nha. Rồi bây giờ bật cái chiêu cuối lên thì tơ này hè. Ôi game 6 phút GG quá dễ anh em ơi, 6 phút GG rồi còn đánh chi nữa nhỉ. Ủa, Elsu không muốn win, thôi thế thì chúng ta vừa đánh vừa lui thôi. Batman mà gặp Elsu thôi khỏi bắt người luôn nha. Thì mình cứ đi chung với nhau đặt cái ưng chạm, thế là Batman không được chơi game. Rồi mình tới đây. Ui da, chơi mà chạy mà có chạy được không đây. Đấy, cái combo nhanh em thấy lợi hại chưa. Tới chiêu 2 là dính chiêu cuối luôn. Toro rất trâu, câu kéo rất nhiều tham để cho mình được chơi. Ui da, cờ băng ngay, ao nhây. Yasu từng xa cũng lục double kill. Mà game hơi dễ anh em ơi. Thực ra thì mình hỗ trợ cũng nhiều hơn mọi khi, nhưng mà game dễ quá, đồng đội tỏa sáng ghê quá anh em ơi. Thực ra thì nhiều trận mình tỏa sáng, nhiều trận đồng đội cũng phải tỏa sáng chứ. Nhiều trận mình KS rõ hay, nhiều trận mình không KS được. Cái này thì nó hên xui nha, hên xui thôi. Vì vậy thì tí mình có đồ đam to thì chỉ cần chém phát là có mạng rồi anh em ơi. Hai lần chưa một. Và khi dùng chiêu bộ anh em kết hợp đánh thường phóng thiên nội tại nha. Khi mà chúng ta đi lên thì chơi Wonder Woman thì mình thấy là có cái phong cách là đánh thường không khí hai phát, xong chúng ta đánh thường vào thứ địch. Đấy, chúng ta sẽ phóng thiên để hồi máu, để cấu rỉa, để gây sát thương chuẩn, để làm chậm. Cái này thì chiêu gì cũng có khống chế hết anh em ơi. Nói chung nào thì tướng mạnh mẽ. Nữ chiến binh Amazon, công chúa Diana của cái tộc gì mà quên mất rồi, tộc Amazon trong DC Comics anh em ơi. Hay, mà team mình bây giờ khỏe, ai cũng khỏe hết ạ. Ngon nè, chạy đi đâu. Đứng lại cho mình lém khiên nhở. Ây, đây. Chính chạy đi đâu, dính khiên rồi. Quay về đây. Trời ơi, lý do tại sao mà lại xài ngọc đốc đánh cho Wonder mình là như vậy đấy anh em ơi. Chúng ta phóng khiên liên tục. Có chí mạng, từ ngọc đỏ tốc đánh thể chí mạng nên có 5% thể chí mạng. Rồi ngọc tím thì tốc đánh tốc chạy 1%. Ngọc lục công lý xuyên giáp, rất là ngọc 26% tốc đánh anh em ơi. Ok, nói chung là Wonder Woman cũng chỉ vậy thôi nha. Nhưng mà quan trọng là chúng ta có cover với team, đi chung với team tốt hay không. Con tướng này combat rất là mạnh, nhưng mà solo thì nghĩ là cũng bình thường thôi. Solo là bình thường, và tướng định né được chiêu của mình thì mình sẽ đi. Còn nếu mà trong combat tổng mình sẽ rất là lợi thế, bởi vì combo thì có thể sẽ rất là khó né anh em ơi. Đấy, mạnh mẽ vô cùng luôn. Sở lìm, ôi da, tốc biến kìa. Nhưng mà không chạy nổi luôn. Ôi da, lại hết lính rồi. Hết lính rồi, Toro ơi, về đi Toro ơi. Rồi, làm cái gì vậy Batman? Có đùa với chị Đại không vậy? Quá ghê gớm, 9 phút 11 vạn sắp bằng điểm hỗ trợ anh em ơi. Ok, và hiện tại anh em có yêu cầu Mô Việt chơi con tướng gì đừng ngần ngại mà hãy nhớ comment bên dưới để Mô Việt thực hiện nha. Mọi tướng ngay anh em yêu cầu mình sẽ thực hiện hết. Tất nhiên là có những con tướng bị lãng quên, có những con tướng tanker đi hỗ trợ, mà nhà mấy con tướng bị lãng quên, mấy con tướng hỗ trợ là không có anh em xem hết à. Dường như là mọi người không thích đi hỗ trợ, mọi người đa phần thích xem những clip đi rừng, đi lên AD hoặc là đi mid, đi top thôi. Đặc biệt là vị trí đi rừng, nên là lý do tại sao mình chơi rừng nhiều như vậy. Và thực ra đi cơ vai tướng gì cũng đi rừng được hết à. Thực ra là đi rừng nó mới là tỏa sáng dễ nha. 12 không 13 rồi, một mạng nữa là mình bằng điểm hỗ trợ. Khống chế nè. Ui da, kéo về đây. Ôi ấy cái gì ấy. Ôi anh em ơi, nỗi game à? Ủa, máu bạn đấy dưới 50% mà, hay là tính cả máu ảo thành máu tật nhở? Vô lý anh em ơi.
Ơi mình nhìn nó mình sai anh em ơi, mình quá là sai luôn. Thế mình tính quả đấy chắc chắn là mình tính như thế, mà anh em, nhiều anh em cũng tính như mình luôn, bởi vì máu bạn đấy dưới 50%, mình tính mình kéo về nhưng mà rất tiếc mình đã sai. Ôi game lỗi rồi, game lỗi rồi, căng thế nhờ, cay thế nhờ. Bây giờ đến lượt team bạn tỏa sáng rồi. Ok không sao, đội hình tanker thì mình ra bộ ba tanker ra thì bạn sẽ lát thôi. Ui bữa nay có chút cuối nha, lôi tí lôi tí ấy, đừng đừng bây giờ mà lên này đó, bây giờ mình sẽ cần hết cho lúc bữa nay bật chiêu cuối, anh em tránh xa một tí nha, bạn ấy tự chết thôi. Đấy, đợi một tí sau đó đánh bữa nay cũng không có muộn đâu, chỉ bị còn xích xa nha. Qua đây lấy một đường này, qua 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 lên đồng bạn ơi, qua phía dưới này lấy một đường nhé, cứ theo mình. Chơi game thì hạn chế đi lẻ với những chất tướng mà combat tổng mạnh, còn vị tướng này không thích hợp để phong cách lốp lùm combo hay gì đấy đâu anh em ơi. Hay Yasu ao nhây được Batman với cầu băng đồ, ok đồ thì cũng full mà trụ thì chỉ còn hai trụ nữa thôi. Đam to anh em nhỉ, đam to dã man luôn, to vãi cả trường. Ấy team lại có mát, Zephyr lại tích kỳ dép rồi. Đó ok, tập hợp tập hợp, team đi đâu thì mình đi đấy, team muốn ăn xin xa thì mình ăn xin xa, team muốn đẩy thì mình đẩy. Ok và hiện tại thì anh em chưa có link chơi game thì nhớ nha, địa chỉ somoviet.vn, trang bán link Nicoba uy tín giá rẻ chất lượng của Mô Việt duy nhất nha, chính chủ duy nhất somoviet.vn, link shop phần mô tả comment game. Hiện tại thì vẫn đang có chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn, đặc biệt là chuẩn bị sẽ có chương trình siêu siêu hạ giá anh em ơi, giá cực kỳ rẻ luôn mà lại còn khuyến mãi nhiều nha, anh em chờ đợi sẽ có sự khuyến mãi dành cho anh em, bắt đầu như là từ hôm nay là sẽ có chương trình khuyến mãi cho các bạn đấy. Ok chị đại cần tất ui da, ôi ui cẩn thận hết thời gian tôi xong rồi, thần thánh rồi. Ơi quét sạch một mình ăn năm nhưng mà chỉ có double kill với triple kill thôi, 21 mạng quá dữ dằn anh em ơi, với chị đại Wonderman full dam nha. Ok và video của mình cũng đến đây hết, xin chào anh em bạn tập tiếp theo, bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.